Các bạn ơi, bây giờ là đúng 9 giờ sáng. Đây. 9 giờ sáng. Hôm qua có một buổi tối rất là tuyệt vời. Lần đầu tiên Bảo Bán Phở được khám phá nhà của người Nùng. Rất là tiếc là Bảo Bán Phở không kịp thử cái trang phục của bà. Bây giờ bởi vì chúng ta có một cái hành trình quan trọng hơn. Đó là nơi đây có nhiều tiên cảnh. Bây giờ chúng ta sẽ xuất phát đến Thác Tiên. Cái đường này mình đi là mình đi đâu, phải đi về hướng Lào Cai hả? Hướng Lào Cai quay lại chứ. Hướng Lào Cai đi ngược lại. Bây giờ chúng ta đi hướng này vào đến huyện đây rồi. Mấy cái đường dễ vào Lào Cai. Bây giờ hướng này đi, chút nữa đi về là chúng ta phải đi ngược lại đúng con đường này đúng không? Cái chiếc kia chạy giùm đi anh ơi. Em chưa đủ mi nhon để mà lọt qua cái nhỏ. Kia anh chạy giùm đi. Anh lùi. Ông kẹt rồi. Cái xe nhỏ nhỏ kia. Ông về, ông tính về hả chi? Ông về, ông tính về. Chưa lọt được hả? Mở cửa xuống. Đâu, không sao. Quá. Hiểm gì ngồi im đó. Coi đâu hiểm. Có cái xe chặt nó sao nó kè nó. Không sao đâu, tao chích cho ổng rồi. Ông qua nhìn cái thân xe là thấy không qua được rồi mà. Từ để coi nhường cái xe sau đi trước rồi mình mới đi. Đó, cái xe sau có nó có muốn đi trước không? Sao có người lái đâu mà đi trước mà. Còn xe đậu luôn hả? Trời ơi. Chưa, ổng ra chưa? Trời ơi. Làm gì mà hù nhau hai ba người giận một lần vậy trời. Xe kia sao mình ông nội kia nó chờ. Trời, đừng đừng đừng. Đứng lên, lên đi. Đừng, cho tôi đi cái đã. Chị chạy chạy lên nó tự né. Ok. Đứng nha, chờ nha. Đúng rồi. Đó, ông lùi rồi, cảm ơn. Vậy mới dễ thương, vậy mới được chứ. Tài xế nữ mà không sợ, sợ ai? cuộc đời với anh xe tải mà tài xế nữ không sợ, với mấy anh sợ ai đây? Cảm ơn, rất là lịch sự. Đây là kết quả của hai nữ tài xế. Một người làm lơ xe. Một người di vô đây mới chịu. Trời ơi. Quá đẹp. Ôi. Đây, hai nữ tài xế anh hùng của chúng ta. Xuống ngắm cảnh đi. Đẹp thiệt. Ô, người ta mới đổ nước hay sao nó chưa có long lanh vậy? Trời ơi, nó đỏ rực luôn vậy. Như vậy là chứng tỏ là rất là nhiều chất dinh dưỡng ha. Wow. Người ta làm điểm ngắm này có lý chứ. Nếu mà đi Bắc Quang thì nó đi từ Bắc Quang Hà Giang thì trên đây là nó tiện hơn phải không? Nếu mà từ huyện Bắc Quang của Hà Giang qua đây thì mình sẽ có những cái điểm nào để du lịch? Một điểm đầu tiên là điểm trại cá tầm hả? Và mình đây lên là cái trại cá tầm xong đến Thác Tiên, xong là đi lên một tí nữa là có cái nhà sàn. Đấy có cái bút của ngày xưa nó phát nó làm trên đấy. Cái đồn Pháp á phải không? Như vậy là nếu mà chúng ta đi từ Bắc Quang, tại đây chúng ta đang đi từ đây qua Bắc Quang. Bắc Quang qua thì nó sẽ có là điều đầu tiên là Thác Tiên. Vâng. Thứ hai là thứ nhất là có cái nhà sàn, xong có cái đồn của Pháp, xong mới đến Thác Tiên. Xuống bên dưới này có cái trại cá tầm. Trại cá tầm xong và điểm chỗ này là chỗ điểm này là cái điểm dừng chân của có ngắm
chúng ta có thể ngắm được ruộng bậc thang. Đây là mùa đổ nước. Nếu mà mùa lúa chín nó sẽ lên 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 đây xung quanh. Đây bà con mới đổ nước tới đây thôi. Đây cái này là không phải cái láng đâu, là một cái căn nhà luôn. Ở đây là người dân Hợp Mông phải không em, hay là người gì ạ? Thôn là người Nùng. Người Nùng luôn, vẫn là người Nùng. Vậy thì còn thôn người Mông là thôn Nấm Chanh đây. À chỉ có Nấm Chanh sau lưng mình mới là thôn của người Mông thôi. Còn ở đây vẫn là người Nùng. Như vậy là ở Nấm Dẫn là người Nùng là đông nhất ha? Vâng, 12 thôn, có một thôn là người Mông. À, 12 thôn tới là 11 thôn người Nùng. Chỉ có một thôn người Mông thôi. Ô, cái cầu. Cái cầu này có ai đi không? Có, cầu này xe máy đi làm. Trời ơi, nó lên đường nào ta? Đường gì có cái đường... Các bạn ơi, chỗ đây nó có một cái cầu. Cái cầu đi đường nào anh? Đi đường... Cầu nó vòng vòng qua cái đằng sau anh. Lên, sao thử ruộng mà cửa cái nhà đó hả? Vâng, vâng. À, thế, lên kia, lên sập. Vâng. À, ở đó có cái điểm trường. Vâng, bây giờ ô tô đến cái chỗ điểm trường này, còn lên trên đấy để có xe máy đi được. Cái gì, đi dưới nước, đi dưới cầu luôn vâng, hả? Vâng. Gì ghê vậy? Ghê đó, bây giờ cái xe bé nó đi qua, nó chở vật liệu lên cái này làm cái điểm trường ở chỗ... Là đi băng qua con suối luôn, con suối người ta đắp hả? Vâng. Là lên đi đắp cao lắm. Mùa này nước bé thì đi được. Mùa lớn thì thô. Nước lũ, bây giờ nếu nước lũ thì không đi được. Cái cầu này các bạn ơi, cái cầu nó sẽ đi cọc lên đây. Lên đây, lên cái bảng này. Đó. Đó, rồi cái bảng này. Lên tới cái bảng này thì ô tô không đi được nữa ha. Chụp hình mãn nguyện rồi. Lên xe thôi. Thẳng tiến Bắc Quang. Nhưng mà không tới Bắc Quang. Hướng Bắc Quang mà thôi. Bye bye cô gái. Bye bye cô gái lơ xe. Quánh là đúng không? Ủa, thẳng luôn hả? Thẳng luôn. Thẳng luôn ta, sao thẳng luôn? Thẳng luôn hả? Thẳng luôn đánh là đụng. Thẳng luôn đánh là đụng, nghe chưa? Thẳng luôn thì sao thẳng được chứ? Có thằng có cần đổi lơ xe không? Đánh chứ sao mà đụng ra. Đánh thử miếng thử đụng. Đánh cho như là nó rọt cái đó sao nè. Ok chưa? Còn rộng hơn hai đứa mày mua đường rồi. Rồi thì tao đi. Mày lơ đi. Mày có lái đúng không? Không biết được, đánh nhẹ nhẹ thôi. Chứ như bằng lái là nó nặng quá trời. Rồi hết lái. Trời ơi, lái này rồi. Lái mà nó cứng nặng. Ok. Đề nghị giờ đổi cái chuột lên luôn. Chuột lên nữa. Đánh đùi á trời, nó nặng. Thôn gì? Thôn Lâm ạ. Cái thôn mình mới quay phim chụp hình á. Bên trái mình á. Sao chứ nãy giờ mình đi đâu rồi, đi đâu có cái tên đó rồi ta? Nam Phong hả? Nam ở đấy có cái cổng đi nghe đó. Là mình mới đọc á hả? Lên tới cái ngoài này. Mình chạy lên khoảng bao lâu phút nữa mới tới em? Mình dựng đó cũng hơn 10 phút á hả? Bất kỳ. Chúng ta đang đi trên cung đường đèo gió đây các bạn. Quả là không sai khi nói đèo gió là cung đường giữa đại ngàn và mù sương. Với diện tích rừng nguyên sinh gần 1.300 hecta, quần thể sinh vật đa dạng, từ các loại rêu ký sinh trên những thân cây, từ vầu nứa tới những cây sến, cây lim hàng trăm năm tuổi. Đến Thác Tiên, du khách như lạc vào một thế giới thiên nhiên thuần khiết, khung cảnh đẹp như tranh vẽ với muôn hoa khoe sắc. Giữa thiên nhiên hoang sơ tạo nên một vẻ đẹp khó tả, tiếng chim rừng líu lo xen giữa tiếng suối chảy róc rách, khung cảnh như chốn thần tiên. Thác Tiên bắt nguồn từ suối Tả Ngán thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, ở độ cao trên 1.400 mét. Khi đến địa phận thôn Ngam Lâm, xã Nấm Dẫn,
dòng nước thả mình qua vách núi đều gió, tạo thành dòng thác đôi như mái tóc dài mềm mại buông lững lờ của thiếu nữ tuổi trăng tròn. Đổ xuống từ độ cao 70m giữa rừng già kỳ vĩ, thác tiên không ầm ầm hung dữ mà mềm mại réo rắt, mang đến bầu không khí trong lành nhờ những hạt nước li ti lan tỏa theo làn gió thổi quanh chân thác. Bởi thế, thác tiên ngoài tên gọi theo tiếng Nùng là Tán Tỉnh, còn được gọi là thác gió. Thác tiên đặc biệt là dòng nước chẳng khi nào cạn, mùa mưa hay mùa khô đều êm ả nhẹ nhàng. Chẳng thế mà lao xuống từ trên vách núi, nhưng mặt hồ nhỏ đón nước dưới chân thác chỉ gợn sóng lăn tăn. Nước suối dưới chân thác rất lặng, yên bình và trong vắt quanh năm, nhìn thấu tận đáy. Suối cạn nhưng rất lạnh do nằm trên độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển, nên mùa hè có thể tắm thoải mái lội suối vui đùa. Còn mùa đông, khách thường chỉ men theo lối nhỏ để dạo một vòng chụp ảnh trên cây cầu cong vắt ngang qua suối. Bà Bán Phở có dịp khám phá thác tiên này vào tháng 7 năm 2020. Mời các bạn cùng trải nghiệm nhé! Đường đi vào, mát ơi là mát luôn nha. Nó là cái đường đi giữa rừng ha. Đẹp quá chị ơi, chụp hình đi chị, đẹp quá. Từ đây xuống đó bao nhiêu, mình đi bao nhiêu phút là tới? 5 phút thôi hả? Giờ xuống dưới này là nhìn thấy thắt. Tiện ha. Em đến đây học với nhau nhưng vừa học lớp và dịp khác này lấy gà thịt ở đây nướng ăn uống tại chỗ. Đẹp quá, hai bên là đường tre quá đẹp. Trời ơi, như trong phim vậy. Chà, giờ xong rồi leo lên à, cũng đuối à. Đi xuống thì dễ, nhưng mà đi lên đó là... Đi lên, đi lên rồi đi. Rừng tre đẹp quá. Cái rừng tre này lớn không? Rồi, cho như này thôi. Chà. Đẹp quá. Người kia tới chưa? Tới rồi hả? Lại thấy xe hả? Wow. Oh. Đây, cái đoạn đường chúng ta đã đi qua.
đẹp quá, giữa một cái rừng tre. Ồ ba, chúng ta đã thấy thác rồi đây. Ẩn ẩn hiện hiện thác đằng kia. Chúng ta tiếp tục xuống bên dưới. Đẹp quá. Chúng ta lại tiếp tục tiếp cận thác đi các bạn, bắt chước cô gái này đi. Bây giờ chúng ta đi lên cầu đi, để cho chúng ta được cắm trực diện cái cầu, cái thác ở đó ra sao. Ở bóng phở tới bên kia nó có cái mấy lá, chúng ta đi thử đi. Ở đây có một cái con đường, chúng ta đi thử coi sao. Đi mọi người ơi. Giống như mưa vậy đó. Ủa mà có mưa không vậy? Đi như mưa vậy mà không phải mưa đâu. Thác mà.
thác nhỏ nhỏ nè, chảy khiêm tốn, dòng thác chảy nhẹ nhàng khiêm tốn. Đây, mọi người đang phía kia đó, mọi người đang tắm chỗ cảm bên đó mà đẹp dữ nữa chứ. Cái chòi này có một cái chòi để trú mưa nấu nướng rồi cũng được ha. Ui ui, cái cây này nó lớn các bạn ơi, cái cây cổ thụ này nó lớn. Đây. Wow, quay không muốn hết luôn vậy trời. Ê các bạn ơi, các bạn có thấy không, chúng ta thấy nè, một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân, ôi quá trời luôn, cả chục cái thân cây luôn vậy á. Nhưng mà hả, lên đây nó chụm lại các bạn ơi, còn có một thân hả. Ôi, để bọn phổ bay cận cảnh các bạn xem nha. À, thấy không, nó chụm lại nè các bạn, thấy không, cái cành này nó đó. Một cây thôi nha, hay chưa, cái cây đó hay á các bạn ha. Nhưng mà chưa hết đâu, nó còn có một cái gốc bên đây nè, cái cây bên đây nó ngã qua đây, nó nhập chung luôn nè. Ô, bây giờ chúng ta sẽ đi ngang qua cái cây này. Trời ơi, nó nhập chung luôn nè. Ô, đây các bạn thấy chưa, đây nó nhập chung nè, chúng ta đi qua cái cây này đó, nó nhập chung luôn. Ô, cái rễ của nó, cái rễ của nó nhập chung với lại cái cây này luôn. Quá là hay, một cây cổ thụ, không biết cây gì nữa. Đây có nhà vệ sinh luôn nè các bạn ơi. Một cái rừng tre quá đẹp. Hồi nãy chúng ta đi lên là cũng giữ một cái rừng tre rồi ha. Bây giờ thì vậy là con thác này nó là giữ cái rừng tre các bạn ạ. Đây, nơi đây người địa phương hay tới đây cắm trại và tắm. Thì ra đây là có một con đập rất là nước trong lành, trong sạch hơn là ở kia. Hồ nước trong vắt luôn. Đây, nướng cá, tắm. Đó, đây là thú vui của bà con địa phương ở đây. Tắm thôi. Ôm luôn anh gì? Từ chỗ đó chúng ta đi ra tới đây, cái láng này các bạn, đây là con đường mà nãy chúng ta đi nè, và tới đây chúng ta sẽ thấy cái con thác lấp ló đằng kia rồi. Đi tiếp thôi. Thank you.
Trời ơi, tụi nó là hái lá rau rừng, lá ăn, ai về là làm cái chổi quét vậy hả trời. Đúng là giữa rừng. Gì nữa? Làm gì vậy? Làm lán. Làm lán hả? Cho nó mát hả? Ôi trời ơi, vui quá vậy. Ở đây chỉ là chơi ra trên đây là nóng. Ôi trời ơi, giờ bây giờ phải dọn nhà qua bên kia. Còn cái rừng, cái cây này sao anh? Nhổ lên hả? Trời ơi, giờ nhổ lên sao? Rồi dọn nhà thôi. Uổng quá. Bào Báo Phở xin tạm dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.